Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ cắt dán con mèo. Để làm được sản phẩm này, chúng ta cần chuẩn bị giấy thủ công, bút dạ, cọc cắt và hồ dán. Bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Mình sẽ đi vào chi tiết luôn nha các bạn. Mình sẽ làm cho tai của con mèo của mình có màu cam. Bây giờ mình sẽ in nó ra. Mình chết mất rồi. Bây giờ mình sẽ dùng bút dạ để đi nét này các bạn. Mình sẽ làm đôi mắt cho con mèo màu đỏ anh quen. Nó đông quá. Ó, đúng rồi, bắt đầu đi. Hôm nay 3 thằng đến quê mình các bạn ạ. Có 3 thằng đến quê. Mình sẽ dừng video này ở đây. Chúng ta phần nào cho các bạn xem hơi dỡ hơn nhé. Mình hãy kênh trên đường lại. Mình cần cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hello, xin chào cùng các bạn quay trở lại phần 2 tựa game Liên Quân Mobile của mình nha. Mình là Triệu Vân đây. Bây giờ mình sẽ dán vào nha các bạn. Đến phần tay các bạn, à, phần mắt, mình xin lỗi các bạn. Ở trong nhà. Ôi con lợn nào trong đây đây. Ôi con lợn nào dần nè. Rồi tí nó bị tống sớm của bạn này. Mình về đã rồi, mình về lấy mổ. Bây giờ mình sẽ cắt cái chi tiết này ra các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Như vậy là sản phẩm con mèo của mình đã xong được, bạn thấy hay và thấy đẹp, hãy để lại cho mình một lượt like và một đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.